Em Trần Anh ô tô xin gửi lời chào thân thương đến bà con nha. Hôm nay Trần Anh review hàng loạt xe nè. Bên đây thì Trần Anh chuẩn bị mở thêm mấy anh em kết hợp nè, cùng với Trần Anh mở thêm một cái salon nữa. Cô chú anh chị nha, hy vọng rằng rất là nhiều salon mang lại nhiều xe đẹp về phục vụ cho bà con cô bác nha. Đây cô chú anh chị, trước tiên là đi quay vòng nè. Đây bà con nè. Đó, hàng loạt xe anh em cổ đông làm với nhau đây. Đây cô chú anh chị, nhiều xe chưa? Xe lướt không à? Bán toàn mấy cái xe chất về phục vụ cho bà con. Đây thì chỗ của ông anh, đây là cái mặt bằng của anh trai. Rồi chuẩn bị sau này Trần Anh sẽ mở bảng hết toàn bộ nha cô chú anh chị. Này ngày xưa là rang xay cà phê, bây giờ chuẩn bị bỏ luôn, làm chữ Trần Anh ô tô đầy đủ luôn. Và cái dàn phía trước nè, cũng làm hết bảng hiệu phía trên, đang cho thi công cô chú anh chị nha. Ít hôm nữa chúng ta sẽ có thêm một cái chi nhánh bên Trần Anh được mở ra, thì tha hồ cho cô chú anh chị có nhiều sự lựa chọn nha, tại trung tâm thành phố Bảo Lộc. Và bây giờ đây không làm mất thời gian của cô chú anh chị, thì Trần Anh sẽ review lại từ đầu đây. Hôm nay Trần Anh sẽ xả lỗ mẫu Ford Everest, em này sản xuất năm 2008. Mẫu này đợt trước bên em cũng lấy cao lắm, nhưng mà bây giờ xe nó hạ thì bắt buộc Trần Anh phải hạ giá cô chú anh chị là 208, giá sập sàn cho cô chú anh chị 255 triệu, bớt cô chú anh chị 5 triệu, còn 250. Đẹp không bà con? Ford Everest 208 nha, mâm đúc 4 vỏ mới tinh cô chú anh chị nè, gầm bọc ở trong là bao phê. Đây nè cô chú anh chị, nội thất ở trong nè, trang bị màn hình Android đầy đủ các tính năng rồi. Giá 250 triệu cô chú anh chị không mua, cô chú anh chị mua xe gì? Mua xe gì giờ này? Đúng không? Nội thất ở trong nè, bao đẹp luôn. Nội thất sạch sẽ lắm. Đây cô chú anh chị nhìn sạch không? Từ cái lót sàn, chủ nhà cũng đi lót sàn 5D. Đẹp không? Trần cũng vậy nè, trần là mới tinh luôn. Đó, con chủ nhà người ta chăm sóc cái xe này cũng ok. Với lại về bên em cũng dọn kỹ chiếc Ford Everest 2008 rồi. Dòng này là máy dầu 60K09818 nha. Sở hữu toàn bộ hệ thống bánh treo, bánh treo nguyên bản của dòng Ford Everest đây cô chú anh chị nè. Sơn si đẹp lắm. Nội thất option ở trong. Đó, chuẩn không bà con? Hàng đẹp, 4 cánh cửa tắp bi, được keo là keo rin, không cứng không lỗi. Với lại cô chú anh chị đã biết tính Trần Anh, em xe có sao là em nói vậy chứ cũng không có phải là suy nghĩ chần chờ nha. Tắp lô tắp bi, trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài, màn hình Android, ghế nội thất ở trong đẹp 70 đến 75%, sạch sẽ thoáng mát vô cùng. 250 triệu sở hữu ngay mẫu Ford Everest, đăng kiểm tháng 1 năm 2023. Được chưa? Đây là mẫu xe ít tiền quốc dân, máy dầu 2.5 turbo, dẫn động toàn bộ hệ thống lực đẩy của cầu sau. Cầu sau có nghĩa là sao? Đẩy từ bánh sau cô chú anh chị, đẩy từ sau lên phía trước. Đó, hàng đẹp chưa? Bao lỗi nha, dọn đẹp, mới tinh được cô chú anh chị ạ. À, kế bên đây thì Trần Anh sẽ bắt gặp thêm một mẫu Innova nè. Innova này Trần Anh đăng clip rồi, giá em này gì? Tê lắm, xe đẹp. Sơn si bên ngoài, chất sơn rin còn. Chủ nhà rất là kỹ tính nha, riêng chủ nhà này kỹ tính, chủ nhà ở Huế mà. Người ta đã phủ một lớp ceramic. Ceramic là chế độ giữ màu sơn, chế độ làm bóng xe, chống bám bụi, chống bám sình lầy trên chiếc xe. Em này là máy rin, số rin tuyệt đối 100%. Sơn si thùng mình không tì vết cô chú anh chị nha. 75A02058, giá tê rồi, giá 250 triệu. Cô chú anh chị mua bớt 10 triệu còn 240 triệu. Và đồng thời cho nó sẽ bao rút hồ sơ ở xe. Được chưa? 4 vỏ mới tinh. Nước sơn này cô chú anh chị là phủ toàn bộ ceramic hết. Cho nên là nhìn cái tôn của nó là không gợn sóng đâu. Mẫu này mà cô chú anh chị tới thực tế bà con coi á, thì cô chú anh chị mới trải nghiệm được. Option nội thất nè, anh chị coi từ cái phần vô lăng nó đẹp cỡ này. Số nè, đây cô chú anh chị nè, số rin đầu Toyota theo xe đẹp không? Mới lắm, không cứng không lỗi, máy rin số rin. Em nói với anh chị nè, nước sơn rin, sơn rin phủ ceramic nè. Đó là một cái lớp ceramic rất là bóng nha cô chú anh chị nha. Đó là mẫu gia đình. Mẫu này thì đừng hỏi Trần Anh máy móc gầm bệ mục mọt gì không nha, em bao hết cho cô chú anh chị, bao lỗi, bao cứng đục, bao ngập nước. Chữ Toyota nè anh chị nè, đời 2008, mới lắm, hàng G cô chú anh chị nha. Nè, option nội thất ở trong sạch sẽ không cô chú anh chị? Hai bên là đinh bấm đẹp nè. Nói chung sơn riêng em này phải lên tới 70% á. Đó, 208 mà ngay chủ mới quyền lần đầu tiên thôi. Keo chỉ phía trong là rin hết toàn bộ nha cô chú anh chị nha. Đó là hàng đẹp, chất lượng là ở đây. Đó, bà con coi kỹ nước sơn đi. Anh chị thấy nước sơn bóng không? Đó, sơn si của em Innova là không, em nói với anh chị là không chê được, cái là sơn nè.
Sơn cô chú chị ơi, không có một tí gọi là gợn sóng luôn nha. Nước sơn rin là phủ Sinomix rồi. Sinomix là chẳng qua là một cái lớp keo thôi nha, một cái lớp keo phủ bóng đó cô chú anh chị, người ta gọi là Sinomix công nghệ. Đó vậy thôi, phủ lên để cho cái xe nó đẹp, nó bóng thôi cô chú anh chị ạ. G xịt, rin lắm, tắp lô tắp bi, bao phê luôn. Xe này mà cô chú anh chị tới đi coi mà cô chú anh chị chê một điểm nào cho anh cho cô chú anh chị 10 triệu. Nói sai bỏ nghề nha. Đăng kiểm tháng 2 năm 2023. Bao rút hồ sơ, máy rin số rin toàn tập. Được chưa bà con? Siêu phẩm. Bên đây Trần Anh còn một mẫu xe lướt Mitsubishi Pajero. Pajero là 67E116 Xpander, em sorry. Xpander chứ, nhầm. Cảm biến trước, cảm biến sau. Nước sơn rin phụ bà con. Cô chú anh chị nha. Em này là số tự động máy 1.5 thôi. Toàn bộ mâm là nguyên mảng theo xe, mâm vỏ DAT 2019 nguyên rin luôn. Của dàn vỏ của chú anh chị nha. Đẹp chưa bà con? Phía sau thì chúng ta sẽ sở hữu toàn bộ cụm đèn đứng và cụm đèn led đôi hết toàn bộ nè. Biểu tượng của Xpander nè cô chú anh chị nè. Cảm biến dê nè, lipo phía sau nè. Mới lắm. Xe của hãng mà. Trắng ngọc trai nha, mới tinh luôn cô chú anh chị. Bà con thấy như thế nào? 7 chỗ ngồi, 2 dàn lạnh ở trước nè. Xe này phải đẹp lên tới 95%. Xe không tì vết cô chú anh chị nha. Mới ơi là mới, mẫu này thông dụng. Máy 1.5 thì đâu đó nó rơi cho cô chú anh chị lanh quanh nằm tầm 7 lít quay đầu. 7 lít quay đầu thôi nha cô chú anh chị nha, 7 chỗ rất là nhỏ gọn. Số sàn nữa thì phải gọi là ơi hỡi người ơi rồi. Hàng cọp lắm. Đó, toàn là mẫu xe cọp về phục vụ cho quý anh quý chị thôi. Được chưa? Bên Trần Anh vẫn hỗ trợ góp cho bà con cô bác đến tuyệt đối nha. Một xe góp đến 50 triệu. Thoải mái chưa? Được chưa cô chú anh chị? 5, 6, 70 triệu bên Trần Anh hỗ trợ góp hết toàn bộ. Máy rin số rin 100% luôn. Đây bà con. À, chủ nhà lên màn hình Android nè. Lên tiếp tục cam hành trình nè. Cô chú anh chị vô lăng tích hợp nè. Nhiều tính năng trên một chiếc xe lắm cô chú anh chị ạ. Không kiểm soát hết đâu. Trang bị là nút đề xa thóp, nút đề điện tử nè. Ốp giả gỗ hết toàn bộ, trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài nè. Mới như thế này. Anh chị coi phần chốt nó còn 7 màu đẹp không? Đó, có xe này có điểm nào chê không bà con? Đẹp xuất sắc. Xe càng đời cao tỷ lệ làm máy càng ít và nước sơn chiếm tỷ lệ càng nhiều. Đăng kiểm tháng 8 năm 2023. Được chưa cô chú anh chị? Đó là form dáng mẫu Xpander Mitsubishi thương hiệu đến từ Nhật nha. Đó là hàng đẹp chưa? Hàng quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Xe này không mua bà con mua xe gì? Chất không ạ? À? Đẹp lắm, mặt ca lăng thiết kế nè bà con cô bác nè. Mặt ca lăng thiết kế khá là hầm hố nè. Đó, ở phía trên là chúng ta sẽ có đèn led nha, dưới là đèn phủ sáng, dưới đây chúng ta sẽ có đèn gầm phá xương, cảm biến xung quanh xe trước sau luôn. Hồ sơ ký rút được. Giá Trần Anh báo giá 530 triệu bớt cô chú anh chị 10 triệu và đồng thời hỗ trợ cô cho bà con cô bác. Lên tới một con số cực kỳ là khủng. 5 đến 60 triệu trả góp. Không lãi suất, không một ngày giờ lãi suất nha. Quan trọng là vấn đề Trần Anh muốn nhấn mạnh là không lãi suất. Chứ còn lãi suất thì nó đơn giản quá. Được chưa cô chú anh chị? Vì bà con cô bác biết rồi, dạo này ngân hàng người ta siết hết rồi, không còn cho góp cho vay gì tất cả đâu. Thì bên em phải cổ đông làm ra thôi. Làm ra để cho tạo điều kiện cho cô chú anh chị có một cái chiếc xe đi thôi. Em này bảo dưỡng của hãng còn nguyên. Xe mà có cái bảo dưỡng này thì khỏi suy nghĩ đi. Đi mới được có 62.465 km. Thì bà con tự hiểu nha. Nhiều tính năng, ga điện đầy đủ tính năng nè. Cảm biến, cân bằng điện tử, gương cụp mở. Nói chung hệ thống vân vân và vân vân. Đẹp lắm. Nè, cô chú chị xem nè. Đó, đẹp chưa? Em mở cục máy ra 7 màu luôn. 7 màu cục máy luôn nha cô chú anh chị. Đó, quay kỹ cho bà con luôn. Máy thì khỏi suy nghĩ đi. Máy rin số rin toàn tập 100%. 530 triệu 1.5 số tự động bảng AT 7 chỗ. Đó là mẫu xe gia đình đúng chuẩn luôn. Đúng chuẩn xe gia đình luôn nha. Dữ vậy sao? Dữ không bà con? Quá dữ luôn. Đó, ok chưa cô chú anh chị? Đam mê mẫu này thì alo cho Trần Anh Auto. 530 bớt 10 520, mua nửa bớt nửa hỗ trợ góp 60 triệu. Bên đây Trần Anh còn một S lên xe 2020 nè. Mẫu xe 1.6, xe này như xe mới rồi. Bản GLS nha, 67 luôn.
15290. Kết hợp với chúng ta sẽ có Chibo. Chibo phía sau là của chú anh chị. Sơn sơn gì phía sau, cụm đèn phía trước là đã được chủ nhà tân tiến, nhà sản xuất tân tiến hơn. Nè, chèn LED nha, chẳng anh gọi là chèn full LED nè. Full LED của chú anh chị nè, full LED hết toàn bộ. Tích hợp là cản đuôi cám mini phía sau, cảm biến trước, cảm biến sau. Em này cũng rất là ok. Mâm là mâm xoáy, phay xước hết toàn bộ. Option nội thất không chê được. Elantra mà. Hàng đẹp vô cùng luôn. Đây cô chú anh chị nè. Đời 2020 thì quá mới rồi. Nè, phiếu bảo dưỡng của Hyundai còn nguyên nè. Anh chị có logo phát sáng. Em này số tự động. Em này có hai bảng. Một bảng số tự động và một bảng số sàn. Em này bảng số sàn nha. Áo ghế ở trong đẹp lắm. Máy rin số rin toàn tập 100%. Không cứng không lỗi bất cứ một khoản nào trên chiếc xe đâu bà con cô bác ạ. Option nội thất nè. Đẹp chưa? Đó là mẫu Hyundai Elantra. Cô chú anh chị nào đam mê về mẫu Hyundai này thì alo cho em. Phía trước là hai cụm đèn là phủ LED. Phủ LED hết toàn bộ rồi nha bà con cô bác nha. Cực kỳ là đẹp. Ok chưa cô chú anh chị? Bên đây Trần Anh còn một mẫu Honda Toyota Vios nha. Đây là mẫu xe nồi đồng cối đá quốc dân cho cô chú anh chị nè. Hàng đẹp chưa? 66E15405. Rất là chuẩn xác cô chú anh chị ạ. Đăng kiểm tháng 12 năm 2023. Giá 4.9. 4.9 bớt cô chú anh chị 15, hỗ trợ đến 70 triệu. 70 triệu nha. Em này bản E, số tự động nha bà con cô bác nha. Bao phê chưa? Đây option nội thất trải nghiệm cùng với Trần Anh nè. Đây cô chú anh chị. Vô lăng nè. Đó, vô lăng nguyên bản của dòng Toyota Vios, phiếu nhắc bảo dưỡng luôn. Em này thì chạy mới có mấy chục ngàn cây km thôi. À cái này như là 8.000 hay 10.000 vậy đó. 10.000 km. Rin hết. Máy rin số rin toàn tầm 100%. Nồi đồng của đá mức độ tiêu hao em này đâu đó rơi cho cô chú anh chị ngoài đô thị 6 lít nè. 6 lít nha. Bà con thấy đẹp không ạ? Đó, nó đẹp ủng hộ cho Trần Anh ô tô. Tàn hàng chiến không? Quay nó hơi bị chật tí xíu. Đây. Đây, trải nghiệm vô option phần máy nè. Hàng này siêu cọp. Nè cô chú anh chị. Đó, cục máy nè. Cục máy của em Vios là 7 màu luôn. 7 màu luôn nha cô chú anh chị nha. 221 thì không bao giờ có chuyện làm máy đâu. Trang bị ABS cân bằng điện tử rồi chống bó cứng phanh rồi các kiểu con là điệu. Máy rin số rin toàn tập 100%. Nắp capo nè. Nắp capo là rin hết nhá. Rất là chuẩn nha bà con cô bác nhá. Đó là mẫu Toyota Vios 2021 4.9 bớt 15, mua nữa bớt nữa. Em này là 4.8 2020 bớt 15 luôn. Sốc không? Đẹp lắm. Đó là em đã review về những mẫu xe còn lại bên Trần Anh rồi đó. Ít bữa nữa là chuyên gia công rang xay cà phê là bỏ hết. Bỏ hết sẽ đề chữ ô tô Trần Anh ở ngoài đó, số điện thoại của em. Rồi trên bảng hiệu cũng vậy. Cô chú anh chị ạ. Chờ đón nha cô chú anh chị nha. Đó mùa Noel đó chúng ta có một chiếc xe đi chơi bên gia đình thì Trần Anh nghĩ là quá là tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Quá là tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị nhớ nha, bên Trần Anh hỗ trợ góp cho cô chú anh chị không đồng luôn. Không có lãi suất luôn. Đó. Được chưa? Dưới cái bóng cây xanh ngắt như thế này thì Trần Anh cảm thấy là quá là tuyệt vời. Đó bà con thấy chưa bà con? Đẹp không ạ? Đó, đẹp không? Ôi trời ơi, quá là xinh đẹp luôn. Ok chưa cô chú anh chị? Hàng VIP là ở đây nha. Đăng ký kênh ủng hộ cho channel bên Trần Anh ô tô. Em khép lại chương trình tại nơi này ạ. Em see you and goodbye.